Tôi đã xây dựng được chợ Bến Thành trong Minecraft Hardcore. Nó khiến cho tôi mất 210 giờ, tương đương với gần một tháng đã trôi qua. Mình hy vọng là các bạn sẽ để lại cho mình một cái nút like và một nút subscribe để mình tiếp tục có động lực để xây dựng những công trình ở Việt Nam. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Trong video xây dựng lăng Bác Hồ, mình đã nhận được 90.000 like và gần 2 triệu view. Mình rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ những công trình mà mình đã xây dựng. Cái công cụ trợ giúp mình lần này có lẽ là Google Maps cùng với Wikipedia. Thật ra là mình không có quảng cáo nha, nhưng mà hai công cụ này là hai công cụ chính để giúp cho mình có thể tạo nên được video như thế này. Trước tiên thì mình cần tìm ra một chỗ gần lăng của Bác Hồ để cho các bạn dễ dàng so sánh cái kích thước của nó. Mình cần phải tạo ra một vài cái xu cơ để mà chúng ta có thể bỏ nguyên vật liệu vào trong đó. Hình như là nó hơi nhiều thì phải. Mình cần đi qua sa mạc để mà lấy những cái khối cát kết, sau đó chúng ta mang về và nung nó lên, chúng ta sẽ nhận được khối cát kết mịn đấy. Đây rồi, đây là một cái khu vực mà nó rất là gần cái kim tự tháp của mình. Đây sẽ là cái nguyên vật liệu chính để mà mình có thể tạo nên cái phần khung của chợ Bến Thành. Mình sẽ cho những cái khối cát kết vào trong cái xô cơ và chúng ta sẽ tiếp tục đi khai thác. Máy mình bây giờ nó lắc tới nỗi mà mình không nhặt được khối cát kết luôn ấy. Nuốt đi. Thôi dẹp đi. Ê. Nào. Ê. Nào. Nó. Ở đây mình tìm thấy có một chú chó sói này. Hy vọng anh bạn nhân ở đây và đừng có đi đâu nhé. Mình sẽ xây dựng chợ Bến Thành ở đây. Và chỗ này mình dọn nó cũng khá là trống trải rồi. Bây giờ chúng ta cần phải nung cát kết thành khối cát kết mịn. Mình đã chờ một khoảng thời gian khá là lâu rồi đấy. Nhưng mà cát kết của chúng ta vẫn đang tiếp tục nung. Bây giờ chúng ta còn phải qua khu vực đầm lầy để mà khai thác đất sét. Mình cần một cái số lượng lớn đất sét để có thể tạo nên được cái mái ngói ở phía trên của chợ Bến Thành. Mặc dù nó là mái tôn chứ không phải mái ngói. Cái này cái gì vậy? Chiếc mái này nó sản xuất ra cái số lượng gạch rất là nhanh luôn ấy. Mình đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu cơ bản để có thể xây dựng được chợ Bến Thành rồi. Công việc tiếp theo của chúng ta là cần phải lên Google và tìm Google Maps để mà chúng ta ước lượng cái kích thước của những cái cánh cửa khác nhau. Như các bạn đã thấy thì cái chú này có chiều cao khoảng tầm 1m7 cho đến 1m8. Thì cái cánh cửa này có cái chiều cao là gấp đôi cái chú này, tức là đâu đó tầm 3m. Mình nghĩ vậy. Nhưng mà một block cho Minecraft có chiều cao là tầm 1m. Vậy thì mình có thể nghĩ rằng nếu như chúng ta xây 4 block ấy thì cái chiều cao nó sẽ khá là thấp. Còn nếu như chúng ta xây 5 block thì nó lại không cân xứng. Nên là chúng ta sẽ quyết định xây 6 block nhé. Ôi, mình nghĩ với cái chiều cao này là nó khá là hợp lý rồi đấy. Không ổn rồi các bạn ơi. Có một vấn đề xảy ra vào lúc này, đó chính là cái chiều dài của chợ Bến Thành nó là chạm vào trong cái ngọn núi này. Việc bây giờ là chúng ta còn phải dọn đi cái ngọn núi này. Hey Siri, mở replay mode mà nó dài dài xíu mà nó quay được cái cận cảnh mà cái kiểu mà mình dọn được cái đất á. Siri đang mở bài hát dài dài.
mình đã xây dựng được một cái khung và cùng với đó là mình đã dọn cái chỗ đất ở đây rồi. Cái công việc bây giờ là mình cần phải bay qua cái chỗ mà đến The End. Sau đó là chúng ta cần phải farm kinh nghiệm, cùng với đó là chúng ta sẽ sửa lại những cái công cụ của chúng ta. Mình cần phải tạo ra một cái khung, hay có thể nghĩ là một cái hoa văn trang trí ở phía trên cánh cửa của chợ Bến Thành ấy. Trong cái phân cảnh này mình cần phải bật shader lên để mà xem cái khối nào có thể phản chiếu lại cái ánh sáng của mặt trời. Ở đây thì mình có 4 cái vật mẫu, nó có cái màu tương tự như là cái cửa sập ở chợ Bến Thành ấy. Và mình nhận ra một điều là cái gỗ màu xanh lam ở bên dưới địa ngục thì nó là gỗ, nên là nó không phản chiếu lại với ánh sáng của mặt trời. Mình nghĩ là mình sẽ sử dụng lăng trụ biển để mà tạo nên cái cửa sập. Mình sẽ lấy trái tim biển cả ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ bơi qua cái đền biển để mà khai thác toàn bộ cái đền biển ở đây. Chúng ta đã có một cái cửa khá là hợp lý rồi đấy. Tiếp theo đây mình cần phải tạo ra 18 cái cửa phụ cho mỗi mặt của chợ Bến Thành. Mình vừa đi bộ một quãng đường khá là dài bởi vì mình đã hết pháo và kèm với đó là mình đã hết đồ ăn. Giới thiệu với các bạn thì đây là cái máy farm mà mình đã nâng cấp lên. Nó cũng tương tự như là cái đầu mà mình đã xây dựng, nhưng chỉ khác ở việc là chúng ta sử dụng cái phễu để nối đến một cái gương duy nhất. Cuối cùng thì mình cũng đã có đồ ăn rồi. Nếu như các bạn để ý kỹ thì nó sẽ có hai cái trụ nhỏ, nó nằm ở giữa cái cửa đấy. Các bạn nào để ý không? Thì việc bây giờ là chúng ta còn phải xây tương tự lại như vậy. Đây sẽ là một cái lối vào phụ, mình sẽ thay thế cái cửa sắt bằng một cái hàng rào sắt nha các bạn. Đây cũng là một cái lối vào phụ nhưng mà nó to hơn gấp 2 lần cái lối vào phụ ban nãy. Đây chính là cái khu vực ở cửa bắc. Và các bạn cũng có thể cho rằng đây là cái khu vực cuối cùng của chợ. Ở đây có một điểm đặc biệt hơn 3 cái khu vực còn lại là nó sẽ chứa thêm 2 cái gian chợ cuối cùng nữa. Việc của mình là cần phải tạo ra thêm 2 cái gian chợ ở phía cuối chợ. Chắc là các bạn khá là gối đúng không? Nhưng mà tôi còn gối hơn các bạn nữa nè. Khác với 3 cái cửa chợ còn lại thì khu vực ở phía bắc nó chỉ có một cái lối vào duy nhất. Và việc này mình cần phải tỉ mỉ hơn một chút xíu nữa. Mình hy vọng là các bạn sẽ thông cảm cho mình một phần bởi vì mình chưa đặt chân đến chợ Bến Thành bao giờ. Và đây cũng là cái công trình mà mình xây dựng qua những gì mình thấy qua Google Maps ấy. Nên là cái việc mà nó giống hoàn toàn từng cái chi tiết luôn thì mình đã cố gắng lắm rồi. Việc bây giờ là chúng ta cần phải tạo ra một cái hình dấu cộng ở giữa một cái hình vuông. Mình trong toán học mình quên nó là cái gì, trung điểm á, hay là đường trung trực, hay là đường chéo. Hey Siri, cái dấu cộng mà nó nằm ở giữa cái hình vuông gọi là cái đường gì Siri? Đường mía vặn nhé. Và cuối cùng thì mình đã tạo ra được một cái dấu cộng nằm ở giữa cái hình chữ nhật. Việc bây giờ là mình còn phải tạo ra một cái tháp đồng hồ nó nằm ở mặt chính của chợ Bến Thành. Để mình xem nào. Các bạn thấy nó có ổn không? Hình như là mình thấy nó hơi bị bất cân xứng thì phải. Và bây giờ thì mình sẽ tạo ra 3 mặt đồng hồ. Mình không biết là ở phía sau của cái tháp này nó có cái đồng hồ này hay không. Nhưng mà trước tiên là mình cần phải tạo ra 3 mặt đồng hồ trước đã. Mình nghĩ với cái kích thước đồng hồ này thì nó khá là hợp lý rồi đấy. Nice. Bây giờ chúng ta còn phải đi đến địa ngục để mà tìm cái cây gỗ màu xanh lá cây ấy các bạn, màu xanh lam ấy, để mà mình có thể tạo ra những cái nút, bởi vì cái nút đó nó khá là giống với cái số ở trên mặt đồng hồ của chợ Bến Thành. Mình sẽ gắn những cái nút kỳ dị vào đây và mình sẽ sử dụng những cái xích để tạo nên cái kim của đồng hồ. Bây giờ mình còn phải qua khu vực Savanna để mà khai thác cái khối gỗ màu cam. Và đây cũng là cái lần đầu tiên trong thế giới này mình khai thác cái khối gỗ màu cam.
mình cần phải tạo ra những cái mái tôn màu đỏ cho chợ Bến Thành. Và như các bạn cũng biết rằng cho Minecraft chẳng có cái màu nào nó như là cái màu gạch. Và cái màu gạch cho Minecraft thì nó là tương đồng nhất so với cái mái tôn của chợ Bến Thành rồi. Nên đây sẽ là cái nguyên vật liệu chính mà mình tạo nên cái mái nhà nhé. Để tiện cho việc xây dựng thì mình còn phải kết nối 4 cái mái nhà lại thành một cái chung điểm. So long, the winds have grown strong, the birds have come and gone. I'm looking every day, but you might still be a thousand miles away. Mình cần phải tạo ra hai loại bê tông, đó là bê tông màu vàng mình sẽ trang trí ở phần mái và bê tông màu xanh lam mình sẽ trang trí ở phần nó gần với mặt đường. Đây sẽ là khối bê tông màu vàng và mình sẽ cho nó vào trong gương. Còn đây sẽ là khối bê tông màu xanh lam, mình sẽ cho nó vào trong cái gương còn lại. Và cuối cùng thì mình sẽ sử dụng gạch lăn trụ biển để tạo nên những cái cửa sập của chợ Bến Thành. Mình cần phải tạo ra những cái mái farm con mực để lấy những cái túi mực của nó. Sau đó chúng ta sẽ gắn vào trong bê tông thì chúng ta sẽ được cái khối bê tông màu đen. Đối với cái mái farm này thì chúng ta cần phải xây dựng nó ở một cái con sông, bởi vì sông là cái khu vực mà xuất hiện rất là nhiều mực. Mình gặp cái vấn đề gì đó với cái mái farm này, bởi vì cái số lượng sinh vật rơi từ trên xuống nó rất là thấp. Mình sẽ che những cái lối vào bằng những cái khối bê tông màu đen. Điều này sẽ giúp cho chúng ta có thể là tạo nên một cái chiều sâu cho cái lối vào. Cuối cùng là mình cần phải khai thác đá cuội bản sâu, bởi vì đây là một cái khối nó khá là giống so với mặt đường nhựa ở Việt Nam. Hey Siri, làm hết những công việc còn lại đi. Mở replay mode, mở outro, nhắc nhở đeo tai nghe để mang lại trải nghiệm tốt nhất.
Cảm ơn bài hát Độ Tộc 2 đến từ Mixi Gaming rất nhiều dấu bé ba. Anh đang sáng ở trên màn hình, 2 giờ đêm vẫn còn lung linh. Quen chiều khuya như là bạn mình, nghe tiếng nhạc còn đập rung rinh ngay bên loa. Đêm mình thêm say thêm ca, chỉ cần anh em ngay bên ta. Anh vẫn cày cuốc hăng say như ngày trước, dù không biết sau này họ sẽ nhớ đến hay quên ta. Nhớ khi xưa những ngày đói, khi mà động lực duy nhất là những lời cười khen. Giờ còn hơn ông thầy bói, vì mỗi người ta đều có hàng vạn nghìn người xem. Bốn bề đều là những người anh và người em, gặp nhau mỗi đêm ở trong kênh chat nhỏ. Chấm đỏ tắt vào lúc mặt trời lên, nhưng đam mê không ngủ quên ở trong căn gác nhỏ.